em kia anh tạo khóa đây. Trên tay em đây là một con dao bổ dưa hấu, chiều dài thì là hơn 20 phân, nó tầm 22 phân, độ dày của nó thì 1.5 ly, bản rộng thì là 3 cm. Đây, rất là sắc bén. Thì mùa hè anh em thì hay dùng những cái con dao bình thường để bổ dưa hấu các thứ thì nó nhiều khi bổ là nó không được đẹp lắm. Đấy, thì làm một con dao chuyên dụng cho anh em. Đây, thái, gọt, lọc, không chỉ bổ dưa hấu, anh em có thể bổ những cái củ quả khác cũng được. Nói chung là sắc bén thì dùng được thoải mái nhé. Đấy. Tất cả được làm bằng thép nhíp. Khi mua về thì sẽ có ký hiệu Kỳ Anh Dao Phúc Sen ở trên cái mặt lưỡi này. Chuôi thì cầm chỉ. Đây, một chốt khâu đồng đỏ. Rồi, rất sắc bén. Tiếp theo thì sẽ đến với một con thái, dao thái bé như này. Con dao thái bé như này thì anh em dùng để thái, gọt, lọc. Đây, đấy. Sắc bén là những điều mà cần thiết cho những cái con dao nhỏ gọn và mỏng như này. Thì gọt, lọc nhé. Ok. Để mà chuyên về lọc hơn thì sẽ có một con đây, dao lọc như này, cầm cực kỳ chắc tay. Tất cả những sản phẩm này đều được làm bằng chuôi cầm chỉ. Đây, những cái vân như này, chuôi cầm chỉ, một chốt khâu đồng đỏ. Nó chỉ cần một chốt thôi đã rất chắc chắn rồi. Cái chuôi của nó sẽ dài đến tầm này và sẽ chốt ở đây. Sản phẩm bên em thì sẽ có ký hiệu Kỳ Anh Dao Phúc Sen, được dập nhám một mặt như thế này. Đây, dập nhám một mặt như thế này thì nó sẽ là có công dụng là để chống dính các bác nhé. Rồi, cắt gọt lọc như thế này. Cái đầu của nó này, đây, cái mũi, đây, nhọn như thế này, rất sắc. Chỉ cần cắt một chút ở trên này thôi. Đấy, nó chỉ cần dùng một chút ở trên này thôi là để anh em lọc lòng phèo các thứ, là cắt những cái gì đấy nó nhỏ gọn. Đây, như thế này nhá, mini thôi, rất là ok. Những cái mẫu như thế này. Có những con giống như thế nhưng mà nó không có nhám. Anh em nào không thích những cái kiểu vân nhám nhám đấy thì có thể lấy những loại trơn bình thường như này. Có nhiều anh em thì không thích những loại nhám nhé. Rồi, thì tiếp theo lại đến với một cái con kiểu dao nhật nhé, dáng dao nhật như này. Thì độ dày của nó là tầm 2 ly. Đây, thì bản rộng nó là 4.5 nhé. Chỗ này thì khá là sắc bén rồi. Đây, con này thì thái gọt lọc được. Đây. Rồi. Rồi. Rất ok. Chiều dài thì 20 phân. Đấy, 4.5. Chuôi cầm chỉ khâu đồng đỏ. Đây, có ký hiệu Kỳ Anh Dao Phúc Sen. Đẹp. Một con phi lê nhé. Đây là dáng phi lê dài. Dài tầm 22 cm. Đây. Nó ở trong bộ dao 6 con là bộ dao hay bán nhất. Rồi. Rồi đấy. Anh em thì có ngọt nhau không ạ? Rồi ok. Đây là con phi lê. Con chặt xương. Chặt xương này dày 5.5 ly. Đấy, chiều dài là 28 phân. Nặng đến 600 đến 700 g. Hai chốt. Chuôi cầm chỉ khâu đồng đỏ nhé. Con này dùng để chặt xương ống này, chặt cây thoải mái. Còn về độ sắc của nó thì nó không được sắc bén cực kỳ như là những cái con thái đâu. Đấy, nó chỉ gọi là sắc được sắc nhé. Ok. Những cái con này thì khi mà anh em mua về thì lấy dùng xong không cần phải mài miết nhiều đâu. Thì anh em lấy cái ít dầu ăn về, anh em lấy một cái tấm vải khô như này, cho tí dầu ăn lên anh em lau. Đấy, như thế thì nó sẽ bảo quản được, nó phủ được cái lớp ở bên ngoài như này. Đây này, anh em nhìn cái bóng bóng này, đây là dầu ăn nhé. Rất đơn giản đâu, không cần phải dùng chất tẩy rửa hay làm xà phòng gì cả đâu nhé. Đây, hoa văn này, đẹp không? Con này là 350. Dày dặn cực kỳ, chặt thoải mái luôn, cầm đấm tay. Con phi lê này là 2 lít. Con bổ dưa hấu này 2 lít. Con này 2 lít. Con này 230 nhé. Đây là con thái bé. Một con chuyên thái. Đây, một con dao chuyên dùng để thái nhé. Bản tiêu chuẩn nhất luôn. Con này là 250. Đây, dập nhám một mặt. Dài hơn 20 phân. Chuôi cầm chỉ. Đấy, khâu đồng đỏ. Đây là dao thái tiêu chuẩn. Một trong 6 con dao bán chạy nhất. Một con dao để chặt gà vịt. Đây, chặt gà vịt. Chặt gà vịt này thì chặt được, thái được, gọt được, lọc được. Nhưng mà nó không chặt được những cái xương ống đâu nha các bác. Con này nó chỉ dày đến 3.5 ly đến 4 ly thôi. Đấy, chiều dài chỗ lưỡi này thì nó đến 20 phân. Còn trên này thì nó chỉ đến 18 phân thôi. Đây, cầm rất là đầm tay, chặt các thứ. Lúc trước thì nó khá cong lên, nhưng mà em đã điều chỉnh lại để cho nó thẳng cái phần lưỡi này ra, để khi mà chặt vào thớt thì nó sẽ ăn hơn nhé. Rồi, cuối cùng
À, chưa đến cuối cùng đâu. Đấy, trước cuối cùng. Đấy. Thì có một con dao dùng để thái chuối. Chiều dài lưỡi là đến 41 cm, độ dày là 2 mm. Chỗ to nhất ở đây là 8 cm, thuôn dần về chỗ này là 4 cm. Đây. Hai chốt này. Chuôi cầm chỉ khâu đồng đỏ, cực kỳ sắc nét. Dài như này, dùng để thái chuối. Thái chuối nhé, cẩn thận vào tay. Rồi, ok. Xoẹt. Tất cả những con dao này đều có tên của em. Đây, ký anh Giáp Phúc xem, hàng chuẩn của nhà em đó bác ơi. Đây, đây là một con dao bầu. Đấy, con dao bầu, hai thằng tàu cầm dao bầu và chọc vào hầu hai con trâu. Còn một con nữa gọi là con Depa, nhưng mà hiện tại thì đang hết hàng, vừa mới cháy hàng xong. Anh em nào thích Depa thì có thể liên hệ 0387696797 hay là tất cả những mẫu khác thì số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn các bác. Đấy, anh em nào cần mẫu dao gì hay là khóa có thể liên hệ em. Cảm ơn các bác.